nhà họ đường bọn họ muốn làm cái gì nhà họ đường định hôn sự cho con bắt con về thủ đô kết hôn hôn sự mấy chục năm không ngó ngàng hỏi han chúng ta bây giờ vừa tới thì muốn nhúng tay vào hôn nhân của con ai cho bọn họ mặc mũi thế đúng vậy tên quản gia đó của nhà họ đường rất hống hách rất dĩu võ dương oai tức khiến người khác tức được rồi ba ba yên tâm chuyện này con sẽ xử lý buổi tối động tác của nhà họ đường khá nhanh giờ đã tìm tới chỗ mình rồi cậu sở thiết nghĩ bên phía nhà họ sở đã thông báo cho cậu rồi đồ con hoang bỏ đi như này vậy mà có thể dùng thân phận cháu ngoại của nhà họ đường liên hôn với đại tiểu thư của nhà họ trần ở tân quý thuộc thủ đô thật là hời cho cậu ta trịnh thành có trắm thì đánh bớt lôi thôi cậu gia chủ phái tôi tới đón cậu về làm cháu ngoại của nhà họ đường và tìm hôn sự cho cậu, đối phương là đại tiểu thư của tập đoàn Bắc Quỳnh. Đồ con hoang chết tiệt, hống hách như vậy, đợi cậu về nhà họ đường xem ông đây xử lý cậu như nào. Nghe thì thấy không tệ, nhưng... Người cậu đó của tôi sẽ có lòng tốt vậy ư? Có thể ở rễ cho nhà họ Trần, là chuyện tốt cả đời này cậu khó gặp được, đừng có không biết tốt xấu. Ở rễ, thì ra là người của nhà họ đường không nguyện ý ở rễ, lúc này mới nhớ tới tôi sao? bớt phí lời, mau chóng đi theo tôi. Ông đang dạy tôi làm việc sao? Tôi không đi thì sao hả? Cái này không do cậu được. Võ giả, khó trách thái độ của cậu ngang ngược như vậy, nhưng nhà họ đường không thiếu nhất là võ giả. Cậu. Cậu nô tài như ông, thích phản à. Ông về nói với người nhà họ đường, chuyện của sở nghị tôi không tới phiên họ nhúng tay nhúng chân vào còn nữa nếu họ dám động vào mẹ tôi tôi sẽ diệt cả nhà họ đường cậu cậu điên rồi à dám nói chuyện như vậy với nhà họ đường đúng là muốn chết nhà họ đường là cái thá gì kinh thành trên phong sơn nhà họ đường Đặng Thành vội và trở về thêm dầu vào lửa báo cáo những việc mà sở nghị làm với người nhà họ đường. Cậu ta thật sự nói như vậy. Đúng, sở nghị căn bản không coi nhà họ đường ra gì. Ông ngoại sở nghị, đường uy. Tên giả chủng này đang ra oai với nhà họ đường. Lão phu nhân nhà họ đường, Vương Lan. Mẹ kế của mẹ sở nghị. Dám nói việc cả nhà họ đường, xem ra sở nghị còn chưa biết sự khủng bố của nhà họ đường. Cậu của sở nghị, đường chấn thiên. Gia chủ hiện nhiệm của nhà họ đường. Anh cả, chuyện này giao cho em, em tìm cơ hội đi giải quyết tên nhóc đó. Em trai ruột của đường chấn thiên. Đường chấn bá. Không sao, đám cưới vào tháng 6, đến lúc đó trực tiếp bắt người tới là được hy sinh một sở nghị có được sự ủng hộ của tập đoàn Bắc Kinh, nhà họ đường chắc chắn sẽ thăng tiến hơn. Chuyện này con xem mà làm, không cần nói với em gái con, mẹ của sở nghị. Ngược lại là bên Giang Nam xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói xuất hiện một mỏ linh khoáng. Con đã phái người điều tra rồi, là linh khoáng chất lượng, nhưng đã bị người khác nắm giữ. Ba mỏ linh khoáng do tổ tiên nhà họ đường để lại sắp cạn kiệt rồi, là lúc tìm cái mới. Con phải nghĩ cách để nhà họ đường nắm giữ mỏ linh khoáng này. Con đã sắp xếp rồi, với thực lực của nhà họ đường, đây chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã tới tháng 5. Sân luyện công tìm Long Sơn Trang. Cuối cùng cũng tiến vào Đại Võ Sư. Cậu cũng chậm quá, tôi đã tiến vào Đại Võ Sư nửa tháng rồi nhưng cũng phải nói, thanh mộc thuật được thầy sở dạy quả nhiên lợi hại, phần lớn học viên chúng ta đều đã tiến vào giai đoạn võ sư. Đúng vậy, khảo hạch tháng 6 chúng ta thắng chắc rồi. Nhưng nói đi nói lại, tôi cảm thấy thiên phú của mình bị đã kích nghiêm trọng, cậu xem hai tên kia, đúng là chọc người tức chết không định mạng mà. Mau tránh ra, ông đây sắp bị sắm đánh rồi